Hay, bây giờ thì mình thanh lý con kè lửa đu 18 đúng mọi người. Bông đây. Thì anh em nào kết thì alo cho mình. Đây móng mỏ còn nguyên hết mọi người. Rồi. Chim mũi thông ra ngoài nha. Đó mọi người thấy không? Nó hồng đen nha. Đó, còn lửa rừng nha. Chân hồng mọi người. Anh mà thích thì alo cho mình. Đúng 18. Bông mọi người. Dạ. Chim thì mới tập cám không mọi người. Con này tôi 18 mọi người. Rồi. Tiếp theo là con này 18 năm mép vàng nha mọi người. Cũng bông luôn. Đây. Đó. Đó mọi người thấy bông không? Thì con này. Con này hơi tôm lụa nha mọi người. Đây. Con này đủ 18 năm nha. Thì chim cũng đang ăn cám bột luôn mọi người. Nói chung mà đang vô cám bột nè mọi người, nhìn phân của nó nè. Đó. Đây, thì anh em yêu thích con hai con này thì alo cho mình, số điện thoại mình là 0929 887 346 nha. Thì nói chung hiện tại là chim đang ăn cám bột trộn trứng kiến mọi người. Đây,